Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, phụ nữ thường sử dụng tình dục như một cách phổ biến để thao túng đàn ông. Tuy nhiên thì bản thân họ cũng thường xuyên phải chịu áp lực từ phía ngược lại. Sự thao túng của nam giới đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả phụ nữ. Về cơ bản, đàn ông thao túng phụ nữ, người mà mình đã lựa chọn nhằm mục đích duy trì và phát triển các mối quan hệ. Vậy thì đàn ông đang sử dụng sự thao túng nào đối với phụ nữ về mặt tâm lý? Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chỉ ra cho các bạn thấy những cách hay có thể gọi là hình thức thao túng phụ nữ của đàn ông bao gồm những cách nào và nó hoạt động ra sao, quý vị nhé! Quý vị thân mến, để thao túng phụ nữ, đàn ông sử dụng các cách sau. Thứ nhất là khen ngợi. Thứ hai là nuôi dưỡng cảm xúc. Thứ ba là sử dụng phương pháp cà rốt và cây gậy. Thứ tư là sự thống trị. Thứ năm là tạo ra cảm giác tội lỗi. Thứ sáu đó là thuyết phục một người phụ nữ nghĩ rằng họ không xứng đáng. Thứ bảy là bỏ qua những nỗ lực của phụ nữ. Chúng ta cùng đến với cách thao túng thứ nhất, đó là khen ngợi. Công cụ hiệu quả và phổ biến nhất để thao túng phụ nữ đó là những lời khen ngợi. Về nguyên tắc, với sự trợ giúp của lời khen, các bạn có thể tác động đến bất kỳ người nào, bất kể là giới tính, tuổi tác và địa vị xã hội của họ. Nếu một người đàn ông muốn lời khen của mình có hiệu quả, trước tiên anh ta phải nghiên cứu và nắm bắt được điểm yếu của người mình yêu. Ví dụ, nếu cô ấy lo lắng và không tự tin về sức hấp dẫn của mình, thì đàn ông phải biết khen ngợi những điểm hấp dẫn từ ngoại hình của cô ấy. Tuy nhiên thì đàn ông nên nhớ rằng là không nên khen ngợi quá nhiều. Một người phụ nữ đã quen với những lời khen ngợi thì họ sẽ bắt đầu coi chúng là điều hiển nhiên và chúng mất đi hiệu quả. Thứ hai đó là thao túng bằng nuôi dưỡng cảm xúc. Phụ nữ thích những cái lời nói dễ chịu và những lời khen ngợi. Nhưng chỉ bằng lời nói thôi sẽ không thể đưa bạn đi xa được. Do khả năng cảm xúc tăng cao nên phái đẹp cần được nuôi dưỡng cảm xúc định kỳ. Đàn ông thông minh lợi dụng nhu cầu này một cách khéo léo để thao túng người yêu của mình. Phải biết cách tạo cho phụ nữ những kỷ niệm đẹp, những món quà, sự chiều chuộng khiến cô ấy thật sự có cảm xúc. Nếu một người đàn ông sử dụng phương pháp gây ảnh hưởng này là một trong những phương pháp chính, thì theo thời gian, người phụ nữ bắt đầu cảm nhận được sự không thể tách rời người bạn tình của mình. Những sự kiện tích cực đáng nhớ giúp cô ấy tự tin vào tính lý tưởng của mối quan hệ này và sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì người đàn ông của mình. Phương pháp thứ ba đó là củ cà rốt và cây gậy. Một phương pháp rất phổ biến có hiệu quả với cả phụ nữ và nam giới. Bản chất của phương pháp củ cà rốt và cây gậy là luân phiên thay đổi các loại hành vi. Ví dụ, một người đàn ông sống với người mình yêu. Tối hôm trước, anh ta có thể cực kỳ lãng mạn với người yêu, đối xử rất tốt với cô ấy. Để hôm sau, người phụ nữ thức dậy và với cảm giác là hạnh phúc vô bờ và vui vẻ. Nhưng ngày hôm sau, người đàn ông bỗng thay đổi tâm trạng, trạng thái. Anh ta không còn đối tốt với cô gái nữa, thậm chí là có chút thờ ơ. Điều này khiến phụ nữ cảm thấy bối rối. Người đàn ông trở lại đối tốt với mình, cô gái sẽ vô thức cố gắng làm hài lòng người đàn ông để lấy lại sự yêu ái của anh ta. Sự lặp đi lặp lại điều này khiến cho cô gái không nhận ra rằng họ đã bị khuất phục trước sự thao túng của người đàn ông. Thứ tư, đó là sự thống trị, cũng là phương pháp thao túng của đàn ông. Nếu bạn hỏi 10 người phụ nữ thì cô gái nào cũng nói rằng họ thích một người đàn ông nhẹ nhàng, quan tâm và chiều chuộng phụ nữ. Tuy nhiên, đó có thể là lời nói chưa đầy đủ của họ. Ngoài những yếu tố trên thì phụ nữ thích một người đàn ông đủ mạnh mẽ và có tính thống trị. Khi một người đàn ông có tính quyết đoán trong cuộc sống là một chỗ dựa tin cậy mà phụ nữ mong muốn.
Nếu đàn ông không biết sử dụng vai trò thống trị của mình trong gia đình thì có thể sẽ khiến phụ nữ chán nản, thất vọng. Cho dù phụ nữ đã đòi hỏi phải bình đẳng, họ có quyền được quyết định những vấn đề lớn trong gia đình hay ngoài xã hội. Nhưng bất kể sự tiến bộ này đi tới đâu, thì phụ nữ không bao giờ muốn loại bỏ hoàn toàn sự thống trị của đàn ông. Thậm chí, họ bị đàn ông dùng sự thống trị này để thao túng mà không nhận ra điều đó. Thứ năm, đó là thao túng cảm giác tội lỗi. Việc thao túng ý thức trách nhiệm và hình thành cảm giác tội lỗi ở người yêu là điều rất phổ biến ở phụ nữ. Điều đặc biệt là phụ nữ gần như không thể nhận ra nó, mặc dù bị chính cảm giác đó tấn công. Ví dụ, khi người phụ nữ có hành vi nào đó sai trái, người đàn ông tỏ ra tức giận, nhưng họ không thể hiện bằng lời nói, mà họ thể hiện bằng hành vi, bằng ánh mắt. Khi phụ nữ nhận ra những thay đổi này ở người đàn ông do hành vi sai trái của mình mang lại, thì cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của phụ nữ. Ví dụ cụ thể là người phụ nữ ngoại tình, đối diện với người chồng luôn đối xử tốt với mình, không trách móc, không bạo lực, thậm chí còn tha thứ cho mình, thì cảm giác tội lỗi của phụ nữ càng nặng nề. Vậy thì cái việc đàn ông không trách móc, không bạo lực, thậm chí tha thứ, đối xử tốt với phụ nữ là một hành vi thao túng trên cơ sở cảm giác tội lỗi của phụ nữ. Khi bị thao túng bởi điều này, một người phụ nữ ngay cả khi không có lỗi thì vẫn muốn khắc phục những cái điều chưa hoàn thiện ở bản thân để lấy lòng đàn ông. Thứ sáu là thuyết phục một người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng. Một phương pháp thao túng cổ điển mà những người đàn ông có địa vị, tiền bạc thường sử dụng là thuyết phục phụ nữ nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với anh ta. Trên thực tế, công cụ này có thể được xếp vào loại gây áp lực tâm lý. Một phụ nữ thường xuyên nghe đàn ông nói rằng mình không có khả năng làm bất cứ việc gì, cũng có thể nói là vô dụng, bắt đầu cảm thấy tự ti và ngày càng cố gắng làm hài lòng người đàn ông với hy vọng rằng quan điểm của anh ấy sẽ thay đổi và anh ấy sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô ấy. Bằng cách cố tình nuôi dưỡng sự mặc cảm của phụ nữ, đàn ông có thể nhận được những nỗ lực, cố gắng của phụ nữ đối với mình. Tuy nhiên, cách thao túng này không được khuyến khích trong một mối quan hệ lành mạnh. Thứ bảy là thao túng bằng phương pháp bỏ qua những nỗ lực của phụ nữ trong tình yêu. Phương pháp này được rất nhiều đàn ông sử dụng, tức là họ càng thể hiện mình ít quan tâm, ít yêu một cô gái, thì cô gái lại càng cố gắng để yêu người đàn ông đó nhiều hơn. Chỉ những người đàn ông có cái đầu lạnh, tài giỏi và kiềm chế cảm xúc tốt thì mới sử dụng được cách thao túng tâm lý này. Bởi vì bản thân họ đã là một sự hấp dẫn nhất đối với phái đẹp. Khi người phụ nữ càng yêu thì càng thấy chưa đủ để níu giữ người đàn ông của mình. Lúc đó thì phương pháp thao túng này của đàn ông mới thực sự hiệu quả. Và sự thao túng này chỉ phù hợp áp dụng với những cô gái yếu đuối. Còn những phụ nữ mạnh mẽ, họ sẽ không bị mắc bẫy thao túng này của đàn ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.